Vâng, với tiết mục sắc xuân, cảm giác như là mùa xuân đã về đúng không ạ? Đặc biệt hơn nữa là những bộ áo váy rất là đều và đẹp. Và tại sao chúng ta không dành những tràng vỗ tay thật lớn cho Tôn Bảo Liên Hoa? Vâng, cảm ơn tiết mục vừa rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục Chiếc Khăn Piêu do Chi Hội Khai Thơi biểu diễn.